Hello, chào các bạn và chào bạn trở lại với kênh Quân Mobile Mobile Việt. Và hôm nay mình sẽ chơi vị tướng Lacrosse nha mọi người ơi. Đây là một vị tướng thông dụng ở các phiên bản mùa trước với khả năng bay lượn và nhảy nhót như một chú khỉ. Có thể tránh được cái các kỹ năng của tướng địch rất là dễ dàng. Và ra vào giao tranh thì nó sẽ linh hoạt. Đó là sức mạnh của vị tướng Lacrosse. Và hôm nay mình sẽ đồng thời trình bày anh em một cái lối trang bị Lacrosse khá là hay nhá. Lối trang bị này thì là của các game thủ chuyên đánh Lacrosse, các game thủ chuyên nghiệp hay sử dụng nha. Và trang bị thì như mà khi mình để bên dưới, các bạn có thể tham khảo và lên theo. Cái đồ này thì sẽ có sự khác biệt với đồ cũ của mình, đó là cái kiếm pha ly. Mình sẽ thay vào đó là mình lên cái áo choàng thần giai nhá. Với đồ này thì các bạn có thể là đánh xạ thủ tốt hơn, xạ thủ bắn mình không còn thấm như trước. Khi có những món đồ này các bạn có thể là hơn 1.000 giáp cơ, hơn 1.000 giáp hợp lý. Như vậy thì khả năng miễn sát thương vật lý sẽ rất là cao. Rồi ok, ganh bạn là quyền vương nào. Rồi vậy thì Lacrosse trong phiên bản mới này có gánh team được không? Mình thưa là vẫn có khả năng là nha anh em. Vẫn có khả năng là gánh team tốt. Rồi ok, không ăn được quyền vương, bạn ấy rất tỉnh và đẹp trai. Thế thì anh em chúng ta lại nên di chuyển lên bắt bản theo lát. Cái em to to này này, to này, to này, to làm cái tội. Rồi, pha kéo rất chuẩn của bạn Mina thông thạo S. Quá hay, quá tuyệt vời. Thực sự thì rất hiếm gặp những bạn cầm Mina mà thông thạo S nha mọi người ơi. Bởi vì đây là vị tướng rất rất ít các bạn chơi. Rồi, không ăn được rồng rồi. Té té. Té thôi bạn ơi. Team bạn đấy đông hơn của team mình cơ. Rồi, Ryoma thắng Lữ Bố. Không xong rồi, ở phía trên thì giao tranh rồng team mình chết hai mạng rồi. Quyền vương thì cố gắng chạy được. Như vậy thì con rồng đầu tiên đã mất, các bạn đừng buồn nhé. Mình sẽ chuyển sang ăn cướp con bùa xanh của Ngô Rát team bạn. Như vậy là mù đất Arad sẽ không có cái bùa xanh để thi đấu. Không có bùa xanh để đánh thế này thì mù đất mấy chẳng mấy đã hết mana thôi. Ok, sẽ bắt Ryoma với chiến thuật là đang cố gắng đẩy trụ team mình. Và bạn ấy sẽ sắp mặt pha này thôi. Hay quá. Chạy làm sao khi mà gặp trang phục trong kho báu, săn tướng trong kho báu. Cái trang phục b-boy công nghệ này thật sự là đánh nó khá mượt. Nó kiểu đó nó cơ bắp và nó kiểu nó chắc lịch hơn cái bộ những cái trang phục khác của Lacrosse. Trang phục khác của Lacrosse đánh như kiểu là rất là thanh thoát. Cái trang phục này thì nó BD quá. Rồi, màu sắc nó không được ngầu. Ngầu như cái chất tướng của ngầu như cái kiểu ngoại hình của vị tướng Lacrosse này. Áo phanh ngực, tóc vàng. Rồi hiệu ứng kỹ năng màu xanh, áo xanh. Màu tím mộng mơ ở cái hai cái lưỡi đao và phán xét. Ok, Ryoma định làm gì thế chăng? Ai chăng là bạn chết tụi mình? Thịt ngay mà. Xiên với cả trọt. Wow. Ok, sang cướp bùa kìa. Ai dồi ôi, Murat cướp bùa lại của mình kìa. Đánh rất tốt nha. Các bạn đấy bỏ mục tiêu và bạn đấy cố gắng ăn cái bùa xanh ở bên rừng team mình rồi. Mất bùa rồi bạn ơi. Như vậy là Murat team bạn giữ được mùa rồi là rất là tốt. Với sự giúp đỡ của Anit. Rồi không được rồi. Té thôi anh em.
Mina đã nằm xuống rồi. Thật buồn quá đi mà. Thật là buồn quá đi mà. Em ơi sao lại nằm xuống. Buồn quá đi mà. Em ơi sao không đợi anh với. Rồi ăn luôn cả bột đỏ rồi. Chiến dịch cướp của mình là không thành công nha. Mình sẽ cố gắng cướp cái con rồng này. Rồi múa. Wow, cả múa cả hồi chả. Thôi sắp mặt rồi. Hay quá, quyền vương này à. Hứa lại một mạng của mình anh em ạ. À, đừng múa trước cái ảo ánh chảm của Murat. Thôi nên rốn. Sợ thật. À, rất may là ăn lại đồng con rồng. À, sự hy sinh nó không hề là lãng phí. Vô ích và lãng phí nhá. Ok. Ở hiện tại thì thời tiết nó hơi lạnh và mưa thì rầm rã liên tục, thành ra là cái mình nó hơi bị khàn khàn, anh em thông cảm nhá. À, do thời tiết thôi. À, mình đánh Nagroth thì đánh theo kiểu là hay đi bắt người hơn, không phải là cái lối đánh chuyên chạy trụ nhá. Chạy đầu một bé. Nếu làm con clip mà các bạn đánh theo kiểu là xin đẩy trụ thì nó chán phèo và ai xem. Rồi thực sự thì có cơ hội là đẩy trụ thì rất là tốt, bởi vì late game thật sự là late game xa thủ là bắn thầm lắm anh em ơi. Các bạn nên đồ kiểu áo choàng thần gia này thì cái khả năng là bốc hơi của anh em sẽ không còn nữa. Hơi đời ảo ảnh chảm á. À, vẫn chạy kìa. Rồi người đen là chính là bạn là Ryuma và tiếp tục là bạn Quyền Vương. Quá tuyệt vời ông mặt trời. Rồi tiếp tục lên bắt theo lát. Chạy rất nhanh và rất tỉnh và đẹp gái nhá. Thực sự mình bị hơi bị cảm cúm từ hôm qua anh em. Khổ rồi. Thế này là ảnh hưởng đến công việc làm clip rồi. Không sao, vẫn tục tục quẩy nha mọi người ơi. Quẩy nhiệt tình nào. Và chuẩn bị đi tìm những mục tiêu giao tranh để mình đến sử dụng cái độc siêu vét mắng tần trường nha. Rồi, ôi Ryuma thì Ryuma. Ryuma Murat bay về đây, đây về bay bên anh. Chỉ chờ đợi Murat bay về thôi, múa còn thậm chí mình còn múa trước. Đây rồi Quyền Vương chạy mô. Rồi bé Alice chạy mô thôi té. Không thể đuổi theo Alice pha đấy đâu anh em, đuổi theo là mình anh em sắp mặt ngay. Ở đây là vị tướng ở thời mùa 1 rồi. Và các bạn chơi Lacrosse ảo diệu rất nhiều rồi. Cách chơi thì mình không nói nhiều nữa. Thì chủ yếu là giới thiệu các bạn cách lên đồ mới, cách lên đồ hay của các game thủ chuyên nghiệp thôi. Đó. Con Lacrosse phải có các chuyên gia chơi nhiều mới nghĩ ra những cách lên đồ hay được. Chứ mình nên ít thì mình chơi ít thì không thể nghĩ ra đồ hay của vị tướng ảo diệu này được. Bóc lốp rồi. Rồi tiếp tục theo lát này, theo lát. Ôi một sục của Ryuma thấm quá. Nếu mà không có món áo choàng thần gia pha đấy, mình đứng múa là mình sấp mặt vừa đấy anh em ạ.
Thực sự thì nhiều bạn chơi Nagaroth đã lên nối trang bị này rồi, nhưng nhiều bạn thì vẫn chưa lên kiểu này nha. Các bạn cứ thử lên thử để xem có mạnh hơn đồ cũ không, có quen hơn đồ cũ không. Đó. Cái trang bị này rất thích hợp khi các bạn đánh với những tướng xạ thủ nha, những tướng máu mỏng. Bị bắt bằng trang phục này thì dễ chết hơn cái đồ cũ. Rồi. Wow. Kiểu gương ý. Thôi đùa thôi, em đùa thôi, hay chết chị rồi. Murad lại chiếm lại rừng của mình đấy, hay rất là hay. Bạn ấy mất rừng ở phía trên thì các bạn ấy chiếm lại rừng mình. Và kết cục là sát mặt. Ảo diệu với ai khi một mình ở gọi là giữa rừng tim địch. Rồi có chút này một hit nữa là tan tành rồi. Công nhận là lâu không đánh Nagaroth cảm giác nó kiểu ngượng tay. Tốc độ của cái độ chuẩn xác của vút chiêu nó kém hơn trước rất nhiều. Mình cứ phải bay nhảy múa linh tinh để là quen. Đây rồi, giật lại là chết, thanh niên này giật lại là chết rồi. Biết ngay mà, ủa đồng đội mình đứng sau một đống rồi còn giật lại, chạy thẳng có khi còn chạy được. Chạy thẳng có khi là mình uy tín mình tha cho chứ. Thực sự là dần lại chắc chắn sát mặt với bốn con hổ đang rình mồi phía sau. Rồi Alip. Rồi hay quá, kéo lại chết luôn Alip. Và Alip chết rồi thì bạn này gì mà thủ đây. Rồi mù mắt. Ê ôi, Quyền Vương chưa kịp múa mà là sát mặt với Quyền Vương rồi. Ok, và video clip của mình đến đây hết rồi. Xin chào các bạn và chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Và chúc các bạn múa Nagaroth ngày càng hào diệu hơn nhá. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.